thầm trong trong người mọi người ạ. Nói không nghe, đều gọi không trả lời. Mọi người nhìn mình gọi nhá. Chồng ơi, chồng ơi. Ê, có quay lại đâu, có quay lại đâu. Chồng ơi, tiến tu tiền, tiến tu tiền. Thấy không quay lại, thấy không? Này, chồng ơi, chồng ơi. Thấy không, mình gọi không quay lại mà. Nếu mà chồng mình thì một chồng mình sẽ quay lại, nghe nha. Chồng ơi, tiến tu tiền, không quay lại, thấy không? Mình để cho mọi người đoán thôi, chưa chắc đã phải tiến tu ti đâu. Không đeo kính mà, mọi người nhìn không đeo kính. Chồng ơi, chồng ơi, thấy là không đeo kính, thấy chưa? Không nghe thấy và cũng không thèm trả lời. Thì đây cũng không biết là tiến tu ti hay không. Biết đâu tí nữa bạn tiến tu ti lại livestream thì sao? Ở dưới bàn thì sao? Đúng không ạ? Đội mũ quang linh. Quang linh là xin mấy cái mũ quang linh cơ, không phải xin một cái mũ quang linh nha mọi người nha, không thể căn cứ vào mũ quang linh được nha. Tiến tu ti không được xuống bản, bên Sara vui có kẻ, trời ơi. Sợ dây chuyền đó là anh Tiến. Xin chào mọi người. Xin chào anh Mông Rồi. Em là... Em là... Patrice TikTok. Úi giời. Mọi người nghe thấy khách kêu chưa? Hình xăm cánh tay thì chính xác không? Cậu mình hình xăm đúng cánh tay luôn. Tí nữa mình cho mọi người xem một người có hình xăm y hệt chỗ đấy luôn. Tí là ta tên qua lề blog lề mà. Tí là tên qua lề blog lề mà. Úp, xem đào kì. Ok, được rồi mọi người ạ. Bây giờ mình rất là xin lỗi mọi người vì mình phải ra an ủi khách hàng kêu quá. Nên chắc là mình cũng đang thấy sốt ruột nên chắc là mình sẽ dừng livestream này ở đây nhá. Hôm nay đây mình bị ngồi nói chuyện với mọi người một lúc, nói một vài cái câu chuyện nó hay ho. Thế nhưng mà tự dưng thấy khách kêu sốt ruột quá. Nên là mình xin phép mình được dừng video tại đây, dừng cái livestream tại đây. Còn cái bạn mà ngồi đằng sau này thì không biết là bạn Tiến Tu Ti hay không nha. Mình cũng chưa trả lời nha mọi người nha. Xin chào mọi người.